Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay chia sẻ với các bạn một chuyến phà đưa xe cuốc và xe trộn bê tông đi trong trình mới. Đây là con đường đang mình lúc trước mình chia sẻ các bạn đang làm, hôm nay đã hoàn thành. Còn bên đây là cánh đồng lúa vừa thu hoạch xong đó các bạn. Khu vực này sẽ làm lúa hai vụ cho nên mùa nước nổi sẽ cho nước tràn đồng. Đó sẽ có những cảnh bắt tôm cá thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng xem. Đây là cái kho vật liệu lúc trước chứa vật liệu làm công trình này các bạn. Hôm nay thì công trình đã hoàn thành thì còn khoảng 8 mét đường bê tông nữa thì khi các xe cuốc và xe trộn bê tông rút đi thì sẽ làm sao các bạn ơi. Lúc này thì xe cuốc đang chuẩn bị xuống phà để em lại gần mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Chắc các bạn thắc mắc tại sao cái cầu phà này lớn á, tại vì cái phà này là phà đưa khách các bạn, cho nên cái cầu phà có chiều ngang rộng nên xe cuốc dễ đi xuống phà. Thì xe cuốc đang chờ cái đường hẹp đang chỉnh hướng cho cái hướng bò ngay xuống cầu phà, bắt đầu xuống phà các bạn. Tiếp tục xe trộn bê tông cũng di chuyển lại chuẩn bị xuống phà luôn các bạn ơi. Phà này tương đối lớn nên là sẽ dư tải chở hai thiết bị này các bạn. Như vậy là xe trộn bê tông và xe cuốc xuống phà đã an toàn các bạn. Mỏ phà hơi dài bị dướng lên bờ cho nên xe cuốc dùng gạo đẩy mỏ phà ra phía ngoài.
Như vậy là xà lan chở xe cuốc và xe trộn bê tông di chuyển ra khỏi vị trí công trình khoảng 500 mét rồi các bạn, chuẩn bị ra kênh lớn. Video chia sẻ hành trình di chuyển xe cuốc và xe trộn bê tông xuống và đi nơi khác đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, nếu thấy hay các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.